đây rồi, đàn bò sữa nhà Tân Pri đây rồi. Đi theo ta. Alo, cậu nói cái gì? Đàn bò sữa của Tân Pri biến mất á? Cái gì? Có một con quỷ bắt nó á? Thôi được rồi, Tân Pri sẽ ra cứu đàn bò sữa ngay. Các bạn ơi, hóa ra tên quỷ loa đã bắt hết bò sữa của mình. Hắn sốt lại và bây giờ hắn đã biến thành con quỷ đầu bò sữa rồi. Ôi giời ơi, mình phải lên mình đòi lại bò sữa mới được. Giảm lại bò sữa ta đây. Đây rồi. Con quỷ bò sữa kia, người bắt hết bò sữa của ta rồi. Giả lại bò sữa cho Tân Pri đây. Còn lâu tôi mới giả nhá, người bị giả hơi à? Tên quỷ bò sữa này nhá, giả đây kẻ ăn cắp bò sữa. Cái tên Tân Pri này nhá, nói nhiều quá nhá, phải cho một trận đã. Tên quỷ bò sữa, người nhờ đấy Tân Pri về chuẩn bị vũ khí phương án chiến đấu đối đầu ngươi. Cứ về mà chuẩn bị đi nhá. Trời ơi. Các bạn ơi, Tân Pri đã về chuẩn bị tất cả những cái dụng cụ vũ khí nha để chiến đấu với tên quỷ đầu bò sữa này các bạn ạ. Đây các bạn nhìn thấy chưa, Tân Pri chuẩn bị áo giáp rồi. Vừa nãy con quỷ nó bắn ra đạn, Tân Pri không có áo giáp nên Tân Pri với thua thôi. Đấy, cả khẩu súng nét khủng khiếp này của mình nữa, các bạn hiểu rồi đấy. Cái tầm súng ngắm như thế này thì bắn nó khủng khiếp như thế nào. Thứ ba nữa là tai nghe khử rung chống những âm thanh siêu cường độ luôn. Không thì mình hỏng tai mất. Bây giờ mình lên chiến đấu với con quỷ đầu bò sữa này. Đây rồi. Quỷ đầu bò sữa đây rồi. Vừa nãy Tân Pri ta thua người á là do ta chưa chuẩn bị được gọi là dụng cụ chiến đấu thôi. Bây giờ ta chấp người ra đoàn trước. Ta đã bảo và cái áo giáp này của Tân Pri nhá, ngươi không thể bắn xuyên phá qua được đâu. Bây giờ thì đến lượt Tân Pri ta nhận đòn đi. Sợ chưa? Chúng đòn súng gọi là khủng khiếp của ta rồi. Ngươi sợ Tân Pri chưa? Giả lại bò cho ta đi. Ngươi chịu khuất phục chưa? Điên lắm rồi. Ngươi định làm cái gì vậy? Ôi, trói tay quá, không chịu nổi nữa. Trói tay quá. Con quỷ đáng ghét này nó thét ra cái tiếng gì ấy bạn ạ? Cái kiểu tiếng bò ấy, nhưng mà trói tai lắm, không chịu được. Đây rồi. Mình đã mang theo chiếc tai nghe siêu vi này. Đi lại. Đỡ rồi. Nó không thắng được mình bằng chưởng thật các bạn ạ. Bây giờ nó dùng chưởng âm thanh, trói tai quá. Rút đã. Con quỷ bò sữa này nham hiểm thật các bạn ạ. Hắn tạo ra cái âm thanh thì chói tai lắm. Sao ở đâu mà lắm sữa bò phải chảy vào đây này hả? Lại là con quỷ bò sữa. Ngươi nhả ra sữa thì Tân Pri có cái thùng chứa vô hạn các bạn ạ, như kiểu là túi của Doraemon ấy. Nhả ra bao nhiêu sữa nhá, thùng của Tân Pri sẽ hút vào hết thùng chứa ra. Còn chiêu gì thì bày ra đi, nếu không nhá, ta sẽ xử lý ngươi. Tân Pri ơi, tôi hết chiêu trò rồi, tôi sợ rồi. Ông lên đây tôi tặng ông một món quà đây này. Cuối cùng là ngươi cũng chịu thua ta rồi, con quỷ đầu bò sữa này. Bây giờ nhá, ta tạm tha cho ngươi, thế quà đâu? Quà đây. Được. Con quỷ đầu bò sữa này coi như là ngươi biết điều. Hắn đã tặng mình hộp sữa chua Vinamilk các bạn ạ. Các bạn nào ăn chưa? Bây giờ thì Tân Pri sẽ ăn thôi. Ta tạm tha cho ngươi đấy. Bây giờ Tân Pri ăn sữa chua đã. Chua chua, ngọt ngọt, thanh. Ăn một mà muốn ăn hai. Thế nhưng mà có vẻ như cái sữa chua này không ổn các bạn ơi. Ôi. Ôi, Tân Pri thấy cái bụng nó cứ làm sao ấy các bạn ơi. Oh no, đau bụng quá. Trời ơi, các bạn ơi, ăn xong cái sữa chua của cái con quỷ bò sữa này xong bụng Tân Pri lại to thế này. Ôi dồi ôi,
nhất định là con quỷ bò sữa mày cho gì với mình rồi á. Bây giờ phải đi tìm bác sĩ Linh Lê nhờ cứu giúp thôi, chứ cái bụng như thế này thì làm sao mà chiến đấu quỷ được các bạn nhờ. Bác sĩ Linh Lê, bác sĩ Linh Lê, có vấn đề gì với Tempari? Ôi Tempari chữa rồi, mấy tháng rồi. Bác sĩ Linh Lê, tôi không đùa đâu. Nhưng mà không phải chữa à? Không. Bị làm sao, nói xem nào. Tôi bị con quỷ đầu bò sữa, nó cho ăn cái sữa chua. Tôi hàm ăn quá, thế là nó hạ độc tôi thành như thế này. Con quỷ bò sữa thì quái thật đấy. Được rồi, để tôi xem nào, rồi tôi tìm cách để tôi chữa cho nhá. Bác sĩ Linh Lê chữa cho tôi đi. Xem nào. Ôi, bụng cậu to quá nhở. Như này là cậu trúng độc nặng rồi đấy. Được rồi, để tôi sẽ tìm cách nhá. Tình hình này là cũng căng đấy, nhưng không sao. Tên. Đây chính là thuốc giải. Cậu cầm lấy. Nhưng mà cái này thì dùng để làm gì? Bông hoa này khi mà cậu hít vào ấy thì chắc chắn là cái bụng của cậu nó sẽ bé lại. Đây là bông hoa thần kỳ đấy, bông hoa hồng tôi mới chế tạo ra đấy. Cảm ơn bác sĩ nhá. Xong rồi, nhìn đây. Ngon chưa? Ui giời, bụng bé rồi này, đây này, cho các bạn xem đi. Các bạn ơi, Dupri bụng bé lại rồi. Bác sĩ Linh Lê công nhận thần kỳ thật các bạn ạ. Tôi cảm ơn bác sĩ nhá. Bây giờ cậu đi đâu tiếp theo này? Tôi ra tôi chiến đấu với con quỷ đầu bò sữa tiếp. Cảm ơn bác sĩ. Không có gì, chúc cậu may mắn nhá. Đây rồi. Các bạn ơi, đây chính là bãi cỏ nhá, mà con quỷ nhá nó dùng ấy, cho bò ăn cỏ ở đây. Đấy, để nó tạo ra sức mạnh cho con quỷ đầu bò sữa. Bây giờ Tempri nhá sẽ cho đốt cháy hết cái bãi cỏ này nhá, để quỷ không sản sinh thêm sức mạnh nữa. Cháy. Wow. Vậy là một phần sức mạnh của con quỷ đã bị Tempri gọi là triệt tiêu rồi các bạn nhá. Bây giờ con quỷ đầu bò sữa nhá, mình tin chắc đã sợ Tempri rồi á. Và đã trốn đi đâu rồi các bạn ạ? Tên quỷ đầu bò sữa kia, ngươi còn dở trò gì? Dám trưởng phô mai con bò cười cho người ta à? Ui, hắn trưởng tiếp các bạn ơi. Tempri phải chuồn đã. Lão thật, dám đốt đồng cỏ của ta à? Ta phải đánh ngươi nhiều trận nữa nhá. Các bạn ơi, con quỷ giờ đủ trò để chiến đấu Tempri. Bây giờ Tempri nghĩ ra một cái phương pháp mới. Mình đang nghiên cứu một phương pháp nhân bản quỷ các bạn ạ. Tempri đây, các bạn nhìn thấy những cái nút bấm này không? Đó, nút bấm này nhá, mình sẽ điều quỷ ra này. Đấy, mình ấn vào đây phát là con quỷ nhân bản sẽ chui ra. Mình sẽ tạo ra một con quỷ nhá, đầu bò sữa nhưng mà mạnh gấp đôi, gấp ba lần cái con quỷ gốc này để xử lý lại hắn. Đấy, bây giờ các bạn nhìn con quỷ của mình này, mình điều khiển này. Đấy, các bạn có nhìn thấy hệ nút bấm của mình ở đây không? Đây, mình sẽ bây giờ sẽ cho con quỷ xuất hiện này bằng nút này. Xuất hiện. Đấy, sau khi quỷ xuất hiện rồi nhá, mình sẽ điều vào để chiến đấu với con quỷ đầu bò sữa gốc. À, phóng thật to lên, xử lý hắn cho ta. Bây giờ thì hạ con quỷ đầu bò sữa này cho Tempri. Các bạn ơi, con quỷ đầu bò sữa đã chịu thua Tempri và trả lại cho Tempri đàn bò rồi các bạn nhá. Hôm nay tên quỷ đầu bò sữa dùng đủ các loại chiêu trò để đánh Tempri, nào là phun sữa này, phô mai con bò cười này, còn tạo ra siêu âm thanh bò kêu nữa. Nhưng mà Tempri đã đánh thắng được con quỷ đầu bò sữa rồi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của Tempri nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh Tempri để theo dõi những video mới nhất của mình nhá. Các bạn có ý tưởng gì hay, làm về quái vật nào, con quỷ gì, comment dưới video. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn nhá. Bây giờ thì bye bye.